anh em nhá. Thì buổi tối ngày hôm nay thì săn được mấy cái đồ gọi là cũng không ăn thua lắm anh em ạ. Đấy, thì đầu tiên là có được một cái đai choáng 40, sinh khí 17, kháng hỏa 9. Đấy, nói chung là cái đai này thì chắc là cho hạc xe dùng tạm tạm để sinh lực cũng được. Cái thứ hai là một cái mũ này thì em sẽ xem xét với cái mũ của em. Cái mũ này kháng hỏa 23, sinh khí 2, choáng 20, sinh lực 126, nội lực 80. Em là xem với cái mũ của em xem như thế nào, nếu mà mốc choáng các thứ đủ thì có thể em sẽ thay được. Có thể em sẽ thay được anh em ạ. Đấy, một cái mũ kháng hỏa 23, còn không thì có thể em đưa cho hạc xe. Tại hạc xe của em thì mũ này nói chung là cho hạc xe cũng vẫn ok. Tiếp theo là một cái mũ của nam, một cái mũ kháng hỏa 23, choáng 30 của nam, sinh lực 26. Mũ này khả năng cũng cho hạc xe dùng cũng ok. Tiếp theo một cái mũ, mũ xịt anh em ạ, tài năng 130, phòng thủ vật lý 10%, sinh lực 86, nội lực 69. Cái mũ bị khá là xịt, nếu mà phòng thủ vật lý cao lên tí mà làm 140 thì là cũng là tiền về. Món cuối cùng là một cái đai, cái đai 130, thân pháp 20, sinh lực 111, nội lực 79. Cái đai này để cho một con đường môn tiểu lý xe phi cũng khá là rát đấy anh em ạ. Đấy, nếu mà mặc 3 món làm chậm là đủ 80 chậm là vào là khá là ok anh em. Đấy, và có hai cái dương nghiệp cốt nhu tình, hai dương nghiệp cốt nhu tình. Và sau đây em sẽ đi đi mở mấy cái này nha anh em. Đấy, tổng quan về set đồ, tổng quan về đồ hôm nay săn chỉ được có như vậy thôi anh em ạ. Nói chung là hôm nay khá là đen, mục đích thì hôm nay chỉ là mừng 15.000 sub thôi anh em ạ. Hôm sau em sẽ gom nhiều nhiều lên tí em oánh anh em nhá. Đấy, được mấy món này cho xe dùng thôi. Đấy, vứt ra cho mấy cái xe nó cầm. Ok anh em nhá.